Hi, xin chào các bạn. Rồi, vậy là các bạn đã xem qua video demo rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu đi vào bước đầu tiên của việc thực hiện một phần mềm quản lý bất kỳ nào đó mà có sử dụng cơ sở dữ liệu. Thì để có thể làm được một phần mềm quản lý, các bạn đầu tiên các bạn phải nắm được cái đặc tả. Người ta hay gọi là đặc tả, đó là thuật ngữ chuyên ngành ha. Thì các bạn có thể hiểu, các bạn phải nắm được cái yêu cầu của cái phần mềm đó làm là cái gì. Thì ở đây cụ thể thì các bạn đã xem qua demo, cho nên thành ra các bạn cũng nắm được, các bạn đã nhìn được cái thiết kế giao diện rồi, các bạn đã hiểu được nó sẽ chạy như thế nào rồi, rất là đơn giản đúng không? Nhưng nếu giả sử khách hàng cho bạn một cái yêu cầu ở trên rớt xuống rồi các bạn phân tích, lúc đó sẽ rất là mệt. Nhưng nếu mà đi sâu vào phần đó các bạn sẽ rất là ngợp, nên thành ra mình sẽ làm sao mình hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật, chủ yếu đánh vào kỹ thuật ở phía bên form, bên CSAP để cho các bạn nắm, các bạn xài. Sau đó nếu có thời gian mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một khóa là phân tích yêu cầu. Từ cái yêu cầu phân tích nó ra như thế nào để cho kết quả cuối cùng là bạn có một cái cơ sở dữ liệu để bạn làm. Như ở đây mình dùng cơ sở dữ liệu đơn giản nhất có thể để chúng ta code nó cũng đỡ cực nữa ha. Cho nên thành ra cái phần này mình sẽ lướt qua. Rồi thì bây giờ chúng ta đã thấy được cái demo của phần mềm. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta tạo ra cơ sở dữ liệu đủ để chúng ta xài. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn hay hỏi mình cái câu như thế này, là quăng cho mình một cái cơ sở dữ liệu rồi hỏi mình xem là nó đã đầy đủ chưa, như vậy đã được chưa. Rồi các bạn lại quăng cho mình cái giao diện rồi hỏi mình như vậy đã được chưa, đã đủ chưa. Thì thật sự luôn á, chỉ có một câu trả lời như thế này: nó chỉ đủ khi nào nó đã thỏa mãn được cái yêu cầu. Còn nếu như bây giờ bạn có một cái phần mềm lớn mà bạn cứ hỏi là đã đủ hay chưa thì không biết được, phải chạy thử, phải thử hết những cái trường hợp bạn mới biết đủ hay chưa. Còn cho dù có kinh nghiệm khi mà nhìn vào á thì trước sau gì cũng sẽ thiếu thôi. Tại vì những cái thằng này á, các bạn nhìn vào các bạn nó rất là nhức đầu, nó bị loạn. Rồi, thì mình có một kinh nghiệm và một cái lời khuyên luôn, để các bạn có thể nắm và hiểu được cái phần này dễ dàng và rõ chi tiết nhất. Thì các bạn nên làm theo như thế này. Cái này là nên sai thiệt là nhiều để hiểu nha. Về cơ sở dữ liệu, các bạn cứ thiết kế theo ý các bạn. Các bạn nhắm là nó phù hợp, nó thỏa mãn được cái yêu cầu thì các bạn thiết kế thôi, đừng bận tâm nha. Cứ thiết kế. Rồi sau đó từ cái cơ sở dữ liệu đó các bạn dùng, các bạn thiết kế giao diện, các bạn thiết kế phần mềm, cứ làm lên. Sau đó các bạn thấy chỗ nào sai, chỗ nào không phù hợp, chỗ nào thiếu, các bạn sửa, các bạn đập đi, các bạn làm lại. Chỗ nào thiếu thì thêm vô, chỗ nào thừa thì bỏ ra, chỗ nào sai thì sửa. Còn bí quá, đập cả hệ thống làm lại nhé. Dù gì đây cũng là lúc mà chúng ta đang luyện tập, cho nên các bạn được quyền sai, được phép sai. Nhưng các bạn chỉ được phép sai một lần, đừng để cái sai đó lặp lại một lần nữa, được không? Cho nên các bạn cứ thiết kế giao diện làm sao các bạn thấy xài được là được, sau đó cứ làm đi. Cái này các bạn làm một phần mềm mà các bạn làm 10 lần chắc chắn sẽ hơn cái người mà làm 10 phần mềm mà chỉ một lần. Rồi nhé, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bước tạo cơ sở dữ liệu. Rồi mình có một folder sẵn, mình sẽ tạo mình sẽ mở SQL Server lên chứ ha. SQL Server Management Studio. Thì các bạn chắc chắn là sẽ phải cài SQL Server. Của mình là mình xài SQL Server 2008R2 nhé. Và các bạn nhớ cái phiên bản cài của bạn là phải có thêm cái Management Studio, chứ không là các bạn mở cái này không ra. Mình thì mình không xài cái SA chỉ cho mắc công, mình xài thẳng luôn, nên mình còn né thẳng. Nói chung mình làm gì đó nhanh gọn lẹ thôi, trừ khi nào có những cái yêu cầu cần thiết á, mình bắt đầu mình chuyển qua mình xài. Còn khi mà học tập các bạn không cần phải quá rườm rà, trừ khi các bạn có nhu cầu. Ok, đây là cơ sở dữ liệu cũ mình thiết kế thôi ha. Dù khoai chơi cho các bạn thấy mình làm những cái gì đây. Viết khoảng không tính tới đây thôi, khoảng tới cho mấy dòng, nhưng vẫn chưa hết đâu, còn nữa. Ok, rồi bây giờ tạm thời bỏ này qua ha, mình không xài nó nữa. Mình xài cái cơ sở dữ liệu mới do chính mình tạo ra bây giờ. Đóng mình lại. Thì các bạn sẽ chọn New Query. Chắc là sẽ có nhiều bạn khi mà học ở trên trường đã quen thuộc với cái chuyện là tạo cơ sở dữ liệu bằng giao diện đúng không? Nhưng đối với mình thì mình sẽ không sử dụng bất cứ cái gì liên quan tới giao diện cả, trừ cái chuyện là diagram, cái diagram á, hoặc là cái view thì đôi khi mình dùng tới. Nhưng mà về thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo bảng biểu, tạo trigger, tạo structure, tạo function đồ thì mình sẽ không dùng tới. Ok, thành ra mình sẽ tạo một cái new query và mình sẽ lưu nó ha. Mình sẽ lưu cái query này ở trong cái folder này. Yeah, mình sẽ lưu nó trong đây. Để đường dẫn vô đặt tên luôn đi ha. Sẽ cái sẽ là data, được không? Xây lại là xây thôi. Thì mà cách làm nhanh. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu viết nè. Bây giờ chúng ta phải tạo cơ sở dữ liệu đúng không? Create database. Chúng ta phải tạo cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này sẽ có tên là gì?
chúng ta sẽ đặt tên cho nó là coffee shop thì mình đã đặt rồi, thì có thể đặt là quản lý quán cà phê cũng được đúng không? Các bạn gâu một cái để cho nó chạy lại thực thi. Ở trong cơ sở dữ liệu các bạn lưu ý một cái là cứ mỗi lần mà cơ sở dữ liệu SQL mà nó thấy cái chữ gâu này nè là nó sẽ thực thi những câu lệnh ở phía trên đó, được không? Cho nên thành ra mình hay để chữ gâu thì cứ sau một lệnh mình để chữ gâu thay cho dấu chấm phẩy á, là một khối lệnh, một khối lệnh, một khối lệnh cứ thực thi như vậy là để chắc chắn luôn. Chứ các bạn không có chữ gâu á, đôi khi giả sử như các bạn tạo table mà các bạn chưa gâu một cái, tức là chưa được tạo table đó, thì các bạn thêm chứ các bạn thêm không được, nghĩ như vậy. Thì các bạn cứ tách khối lệnh như thế này rất là rõ ràng. Ok, tiếp nha. Sau đó mình sẽ sử dụng chính cái cơ sở dữ liệu này để làm sao kết quả cuối cùng á, khi mình viết quá trời code luôn, mấy ngàn dòng luôn, mình mở cái file này lên, mình bấm F5 một cái cạch, nó chạy không một dòng lỗi nào cả, được không? Hãy biết cơ sở dữ liệu viết như vậy. Ok, mình sẽ sử dụng quản lý quán cà phê rồi go. Các bạn thấy cái use này có tác dụng là để đổi thằng này. Hiện tại mình đang sử dụng cơ sở dữ liệu là master, nhưng khi mà mình sử dụng use quản lý quán cà phê là nó sẽ chuyển qua sử dụng cơ sở dữ liệu là quản lý quán cà phê, được không? Bây giờ mình thử từng cái cho các bạn coi nha. Tạo quản lý quán cà phê chưa có gì đúng không, nhưng khi mình use nè, các bạn để ý chỗ này nha, đó, nó sẽ chuyển qua là quản lý quán cà phê. Tại sao mình lại viết như vậy? Là để vẫn mục đích cũ thôi. Làm sao để khi mà mình mở cái file lên, mình bấm F5 một cái cặp là xong, mình có cơ sở dữ liệu mình chạy. Mục đích là như vậy. Còn sau này như thế nào thì các bạn sẽ biết ở bài cuối của series này. Ok, rồi tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta cần tạo bảng, mình sẽ xác định những cái bảng cần cho các bạn coi. Đầu tiên chúng ta biết chắc là chúng ta cần những bảng gì, chắc chắn cần phải có bảng món ăn đúng không, đặt tên đó là food. Tiếp theo bạn cần bảng gì? À, các bạn nhớ nha, cái dấu gạch gạch này nè, hai gạch này nè là comment ở bên trong SQL, được không? Các bạn cần tiếp cái bảng gì? Table. Các bạn cần bảng ăn tiếp. Và lưu ý phần mềm này không phải chỉ dùng cho mỗi quán cà phê, các bạn hoàn toàn có thể dùng cho quán nhậu hay bất cứ quán nào, nói chung là những cái quán mà buôn bán, được không? Có bàn á, những cái quán mà có bàn là các bạn dùng được hết. Rồi, food table. Tiếp, món ăn nó phải nằm trong cái danh sách món ăn gì đúng không? Giả sử như là nước thì nằm món ăn nước, rồi giả sử là hải sản, nông sản gì đó, vậy như vậy thì phải có một cái gọi là category đúng không? Hay các bạn có thể đặt tên là food category cũng được. Đó. Rồi tiếp, ba cái thằng này là chắc chắn phải có rồi. Tiếp các bạn cần cái gì? Các bạn cần phải có một cái hóa đơn đúng không? Như cái đó từ từ đi ha. Bây giờ các bạn, phần mềm các bạn có cần phải đăng nhập vô không? Mình nghĩ là cũng nên có đúng không? Đăng nhập vô để các bạn sử dụng cho nó dễ. Thành ra mình sẽ có tạo một cái bảng account để mình lưu thông tin tài khoản của người dùng để mình đăng nhập vô, đúng không? Rồi, tạo những bảng cơ bản thôi, không cần phải rườm rà. Rồi tiếp nè, à, đã có thức ăn nè, đã có bàn nè, đã có danh mục nè, đã có tài khoản đăng nhập nè, chúng ta cần gì nữa ta? Hình như đâu cần gì đâu, chỉ cần có hai đơn nữa là xong đúng không? À, vậy chúng ta sẽ tạo một cái bill. Nhưng có một cái vấn đề ở đây nè, một cái hóa đơn nó có nhiều món ăn, đúng không nè ta? Đúng rồi, một cái hóa đơn nó có nhiều món ăn, được không? Một hóa đơn có nhiều món ăn, vậy thì các bạn chẳng lẽ một cái bill này các bạn xác định các bạn add quá trời bill luôn hả? Không có hợp lý lắm. Mình nghĩ các bạn nên tạo một cái liên kết nữa gọi là bill for để mình xác định được. Tức là ở đây mình có một bill, mình tạo ra n cái bill info từ cái bill này, tức là mỗi cái bill info này nó sẽ có trong đó bao gồm là ID của món ăn, đúng không? Đó, vậy như vậy, ID của món ăn, rồi ID category hay là ID gì đó, bla 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 vậy đó. ID category, ID món ăn, quên món ăn đâu cần ID category. ID của bill, ID của món ăn, đó, hai thằng đó thôi. Thì từ đó sẽ xác định được là một bill này sẽ có được n món ăn. Đúng không? Cái này các bạn học về SQL thì các bạn sẽ nắm được sơ hơn ha. Ok, rồi sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn về cái phần đó ở phần phân tích thiết kế hệ thống. Còn đây thì mình tạo cơ sở dữ liệu này để xài thôi. Còn nếu các bạn mà chưa từng học qua SQL thì cái phần này các bạn sẽ rất là khó nha. Nhưng thật ra các bạn nên học qua SQL rồi sau đó mình sẽ làm, các bạn sẽ nắm hơn ha. Rồi, tiếp. Bây giờ bắt đầu tạo bảng ha. Đầu tiên, cái bảng nào mà ít bị ràng buộc như ta tạo trước. Bảng table, không có thằng nào dính hết. Nó thường chắc là những thằng khác phải dùng tới nó. Và bảng account nữa, nên mình sẽ tạo như bảng đó trước. Create table. Table tên là table. Nhưng mà cái tên table này bị trùng với chữ table này, đúng không? Quy tắc đặt tên không được trùng với những cái từ khóa đã có của hệ thống. Nên thành ra mình sẽ đặt tên là cái khác, giả sử là table food. Được không? Đó, vậy như vậy. Rồi, chắc là tới đây các bạn sẽ có bạn hỏi mình, ô, sao mà mình có thể viết code mà nó tự nhắc lệnh được hay quá vậy? SQL của bạn không có. Thì nói luôn, cái này gọi là SQL prompt. Thì ở trong website havetim.com, ở phần thủ thuật máy tính hướng dẫn cài đặt á,
thì đã có một cái bài hướng dẫn cài SQL Toolbell. Thì cái bài đó nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cài SQL và cài luôn cả bộ cài SQL Form này để hướng dẫn nhắc lệnh cho các bạn. Chưa? Rồi các bạn có thể vào đó hoặc các bạn có thể inbox hoặc để lại bình luận, mình sẽ gửi link lại cho các bạn. Ok, thì bản này á, thường mình có một cái cách đặt, mình có cách tạo table như thế này là luôn luôn, trừ những trường hợp không cần thiết hoặc quá thừa thôi á. Còn lại mình luôn luôn, bất kỳ bản nào mình cũng sẽ cho nó một cái ID, bất kỳ bản nào luôn mình luôn cho nó một cái ID, kiểu là in identity cho tự tăng luôn, và nó cũng sẽ là primary key luôn đó, bất kỳ bản nào. Tại vì cái này rất là lợi nhiều lắm luôn. Đây là kinh nghiệm của mình nha, có thể các bạn có những cách khác, nhưng kinh nghiệm của mình luôn tạo một bảng ID, nó là khóa chính, về sau mình lấy xài rất là dễ. Còn các bạn mà làm ID á, mà ID nó là ID kép, dạng như là nó là gồm hai trường như là họ tên với lại ngày tháng năm sinh làm khóa chính á, thì như vậy nó sẽ khá là phiền cho bạn khi mà bạn sử dụng. Mình thường để như vậy dễ xài, nhanh gọn lẹ. Rồi, table này đã có ID đúng không? Tiếp theo nó cần gì? Cần có cái tên hiển thị. Cần có cái tên hiển thị là cái gì? Đúng không? Thì thành ra mình sẽ có một cái là name. Mình để kiểu dữ liệu nó là n3cha. Các bạn có thể quăng nó vô là 100 thôi, chứ không cần lớn đâu ha. Rồi. Và cái tên này bạn cho phép nó luôn không? Ừ, cho phép. Rồi ok, tiếp. Và cái table này bạn có cần xác định là nó đã trống hay là không trống không? Đúng không? Tại vì một cái bàn bạn phải biết được là nó đã có người ở, nó đã có người ngồi hay chưa. Chưa? Thì bạn nên có một cái status đó. Đúng không? Mà status này trùng mất tiêu rồi. Thì mình có thể để là chữ stat. Nhưng thật sự bạn để chữ status cũng không sao cả, không bị gì cả. Không, mình để n3cha luôn. N3cha nó cho là 100 đi. Vậy vậy. Thì cái status này á, mình có thể để cho nó là bao gồm là trống nè. Rồi hoặc là bao gồm là có người nè. Vậy như vậy. Hai status rồi thôi chứ còn gì nữa đâu. Không. Còn nếu các bạn có thể nâng cấp lên là nó có cái cả, nó cả có cái chuyện là bàn này đã có người đặt, đã được đặt. Trong phần mềm mà khi bạn coi demo mình không có làm cái chức năng là đặt bàn đúng không? Đó, cái chức năng nó sẽ hơi mệt thêm một chút. Nếu các bạn có thể, các bạn hiểu được chức năng này, các bạn hãy tự thêm cái chức năng đó vào. Ok, mình để hai thông tin thôi. Vậy thì một cái bàn mình cần ID, mình cần tên hiển thị và mình cần status. Vậy cần gì nữa không ta? Có lẽ là hết rồi. Nếu bạn nào mà siêng hơn, các bạn có thể thêm nhiều thuộc tính vô, là màu hiển thị của cái thằng trống đó là như thế nào, màu hiển thị của cái thằng có người là như thế nào, rồi tên như thế nào, rồi các bạn đặt chỉ một index rồi các kiểu cho nó bút xua vậy. Mình không. Rồi các bạn có thể cả làm thêm cả là giới hạn số người nữa, tức là số người trên một bàn bao nhiêu nữa. Tạm thời ở đây mình chưa đụng tới những chuyện đó. Ok, rồi. Rồi xong, mình đã tạo xong bảng table foot. Tiếp, mình tạo bảng account. Create table account. Đúng không? Rồi. Trong account này cũng đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta xác định nè, mới vô lại đi, copy giá. Một cái tài khoản ở đây nó sẽ có những thông tin như thế này. Thứ nhất là tên đăng nhập. Thứ hai là tên hiển thị. Thứ ba là mật khẩu. Và thứ tư đó là loại tài khoản. Lẽ ra mình phải làm thêm một bảng gọi là account type, tức là loại tài khoản, để mở kết nối tới đó để mà xác định nó là loại nào. Rõ là như vậy mà, phải xác định được. Nhưng mà ở đây mình lười thôi, nên thành ra là mình để vô là nếu account của nó là admin thì mình sẽ để là admin, không thì nó là staff. Đó là mình lười. Nhưng nghĩ rồi mà thôi, có cần phức tạp gì không ta. Dù gì đây cũng không quan trọng tới cái phần account, cho nên thôi bỏ qua, không cần ra. Rồi, thì đây mình sẽ có hai cái là tên đăng nhập và tên hiển thị. Ok, thì là show name hay là display name và login name. Ok, mình sẽ cho một cái là display name n3cha, đó là 100 chơi thôi, không cần nhiều lắm. Rồi tiếp, login name hoặc là username, đúng của nó phải là username. Username của nó cũng là n3cha luôn, đúng không? Đúng rồi, 100. Tiếp, password. Nhưng password là chữ chung, không sao cả, đây không sao cả. Password của nó cũng sẽ là n3cha. Nhưng mà nếu các bạn để 100 thì cũng được. Nhưng mà lỡ các bạn mã hóa, lỡ các bạn mã hóa password này thì các bạn nên thay đổi một chút cho nó dài dài ra ha, chứ nó không đủ chỗ. Rồi tiếp, và loại tài khoản là type hoặc là kind, tùy các bạn. Type đi ha. Type là trùng tiếp. Type là gì? Nếu type là 1 tức là admin, nếu là 0 là staff. Mình để cái in cho khỏe. Ok. Và những thông tin này nó được phép null hay không? Tất cả đều không được null.
Tất cả đều không được null, thành ra mình sẽ để là not null. Đó, được chưa? Bây giờ qua chưa thôi. Thì cái type cũng không được null. Đó. Ổn. Bảng mình tạo ổn đấy. Thì rõ ràng các bạn thấy khi mình vừa tạo bảng, mình vừa phân tích, nó có phù hợp với cái yêu cầu hay không? Tại sao lại có trường đó? Có trường đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu không có nó thì sao? Đó. Đây cũng là kinh nghiệm để khi các bạn tạo cơ sở dữ liệu luôn ha. Ok. Tiếp nè. Rồi, các bạn đã tạo được table food, tạo được account, các bạn tạo tiếp nè. Các bạn muốn tạo được food thì các bạn phải tạo category food đúng không? Để cho thằng food này nó xác định được nằm bên trong cái category nào. Ra mình sẽ create table. Table là gì? Food category. Ok. Cái này là do mình vừa làm vừa hướng dẫn nên nó hơi chậm thôi, chứ thật sự nếu các bạn làm quen bạn nhanh. Rồi, lại tiếp tục. Cứ cái gì copy thì copy. À đây đây, hai này. Vậy thôi. Rõ ràng. Rõ ràng có phải là danh mục món ăn các bạn đâu cần nhiều đúng không? Các bạn cần cái ID của nó để xác định ID. Các bạn cần cái tên của nó là tên hiển thị. Hết rồi. Cần xác định gì nữa không? Đâu cần đâu. Sao? Tiếp tạo food nữa. Create table. Food. Bị hoa cho đẹp chút. Thật sự nó chả phân biệt hoa thường đâu. SQL không phân biệt hoa thường nữa. SQL này SQL server. Rồi. Tiếp nè. Thì food này các bạn cũng cần ID đúng không? À các bạn cũng cần tên hiển thị đúng không? À bắt tiếp. Rồi các bạn cần như thế này. Cần ID, cần tên hiển thị. Các bạn cần phải biết nó thuộc category nào. Đúng chưa? Rồi bạn phải có ID. Category. Đó là kiểu in. Đúng chưa? Chắc chắn nó phải not null rồi. Ờ à, cái tên này cũng phải not null luôn. Không cho nó luôn. Rồi tiếp nè. Cái này cũng phải nó luôn đúng không? Đó. Tiếp ha. Mấy cái này cần nó luôn không ta? Ờ chắc cũng nó luôn đi. Status của nó hả? Ừ cũng phải nó luôn luôn. Mình cool mà cái gì cũng không cho luôn hết. Rồi tiếp theo một món ăn các bạn cần phải có giá của nó đúng không? Các bạn cần phải có giá. Cái này các bạn lưu ý là phần mềm này chưa tính cả cái chuyện là nhập hàng nha. Nhập hàng và xuất hàng. Phần mềm này chỉ có bậc quan tâm tới cái chuyện là khách vào rồi quản lý khách rồi quản lý hóa đơn thôi, chứ chưa có đụng chạm tới chuyện là quản lý về xuất nhập kho. À, đó. Nếu các bạn mà vẽ vời cái phần mềm này ra nó càng ngày càng lớn cho các bạn coi. Nhưng mình làm cắt gọn hết rồi, làm cái phần nào cơ bản thôi để chủ yếu cho các bạn nắm được những kỹ thuật để các bạn sử dụng, về sau các bạn tự mở rộng ra. Ok. Nên đừng các bạn nào bay vô kêu ô sao không có này có cái kia ha. Làm đi các bạn thấy làm bao lâu mới xong. Rồi. Các bạn cần phải có giá của cái món ăn nữa đúng không? Chứ không sao bạn biết được bạn tính giá. Ok, vậy món ăn cũng cần có một ra. Giá của nó các bạn để kiểu gì vậy? Giá thì mình nghĩ là để kiểu in luôn cho rồi. Thường giá người ta không muốn để lẻ lắm, để kiểu in luôn. Nhưng mà lỡ nhiều người người ta muốn lẻ lẻ rồi sao? Nhiều người dễ hơn người ta bán kiểu là 69.096 đồng vậy đó. Dạng như vậy. Chế nè. Để flat đi. Mất mát gì đâu. Không, đâu mất gì đâu. À, giá của nó luôn luôn. Ok, rồi nghĩ có món ăn cần gì đâu. Nó cần ID, cần name, nó biết nằm trong danh mục nào rồi, nó biết giá là gì rồi. Hình như chẳng cần, xong rồi đó. Ok, rồi tiếp tục, còn hai table nữa đó là view. Cái khoa trở đẹp. À. Rồi, thì đây view thì chắc chắn cần có gì nè. Biết ngay là bạn sẽ nói gì luôn á. Không phải đâu, bạn nào mà cũng dùng một kiểu hết á. Đố bận tâm. Nghe chi. Đó. Thì cái build như thế này rồi. Build như thế này ha. À, identity, rarity, xong. Cái build được cần gì đâu, nó đâu cần tên. Tên chi. Đâu cần thiết. Đó. Rồi, nhưng cái build này nó cần gì? Nó cần phải biết được cái build này cho cái bàn nào. Cái build này cho cái bàn nào. Đúng chưa? Tiếp, cái bill này nó cần phải xác định được cái thời gian khách vào và thời gian khách ra. Và cái thời gian này bạn tính là tính theo ngày hay là tính theo giờ. Thật sự cơ sở dữ liệu SQL nó có cái kiểu dữ liệu là time. Có luôn nha. Nhưng các bạn muốn lưu time hay các bạn muốn lưu day hay các bạn muốn lưu day time. Bây giờ mình thêm cái này đi. À, day check in, tức là ngày vào ha. Mình có một kiểu dữ liệu day nè. Yeah, có kiểu dữ liệu day time mà. Được không? Các bạn muốn lấy cái nào phải xác định cho rõ nha. Có kiểu dữ liệu time luôn. Thường thì các bạn muốn xác định rõ là ngày giờ người ta vào luôn đúng không? Ha.
Nhưng nếu như vậy thì các bạn phải xác định luôn là khi mà qua bên SQL các bạn có thể xác định được không? Chẳng lẽ ha, các bạn phải xác định rõ luôn cái giờ người ta vào, đúng cái giờ đó. Nó hơi phiền cho các bạn thôi, nên mình khuyên với các bạn dùng mỗi đây thôi đó, cho nó khỏe các bạn. Ok rồi, đây out đây luôn chưa. Và các bạn phải xác định được cái bill này nằm trên cái table nào, đúng không? Đi table in not null. Ok, và cái day check in này nha là phải not null. Khi các bạn tạo ra một bill chắc chắn là phải có ngày check in, nhưng cái thời gian check out có thể chưa có được, tại vì ta vô ta chưa ra lấy gì có đó chưa. Rồi ID table, rồi tiếp phải có status là cái bill này đã tính tiền hay chưa, đã thanh toán hay chưa, đúng không? Status à là một là đã thanh toán, không là chưa thanh toán, dạng vậy cho khỏe. In à cũng là not null. À, một là đã thanh toán, cho dấu hai chấm đi. Ok, và n không là chưa thanh toán đó. Nó như vậy không? Tiếp nha, chúng ta tiếp tục nè. Bill là cần gì nữa không ta? Check in, check out có cần total price không? Mình nghĩ là mình cần phải có cả thống kê cái chuyện là bán bao nhiêu, đúng không? Thì thật ra mình nghĩ là cũng nên có một cái thuộc tính là total price để mà dễ xài. Nhưng mà nói thẳng cũng chẳng cần, nói thẳng ra là cũng không cần thiết, tại vì nếu các bạn lưu vậy các bạn phải tốn thêm một trường để lưu total price, nhưng đâu phải lúc nào các bạn cũng có nhu cầu để mà xem tổng tiền đâu. Vậy thì sao không phải như thế này, mỗi khi các bạn muốn xem tổng tiền các bạn vào trong bill info các bạn lấy ra, hợp lý ha? Cũng hợp lý, như vậy các bạn khỏe, nhanh gọn lẹ, đỡ thừa dữ liệu, bản nào là bản đó. Ok rồi tiếp nè, khỏi tôi thuộc file luôn. Còn lỡ thiếu thêm xong ok rồi. Rồi đây là build info, build info là có cái gì à, có gì copy lại cái đó chơi coi. Đây id, rồi tiếp tiếp ha, đó là id build, nó là kiểu in và not luôn. Tiếp ha, nó sẽ là id của cái gì, ID của food kiểu in đó. Hợp lý không? Hợp lý chứ, rõ ràng rồi, ID food. Vậy nó cần gì nữa không? Từ cái food này bạn tra được cái price, bạn cần phải số lượng nữa đúng không? Bạn cần phải xác định được số lượng món ăn nữa. Vậy thì in, quên, count in. Ok, và not null. Default mình cho không, vậy như vậy. Cái price này cũng vậy, mặc định là mình cho là không, giá là không đâu. Đây check in, đây check in hay sao? Default mình cho là get day, tức là ngày hôm nay. Bắt đầu thêm ha, thêm những thứ thú vị vào, chúng ta bắt đầu thêm 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 vào. Ok, thú vị ha, thú vị ha. Status not null mặc định luôn. Default mình cho là không, tức là chưa thanh toán. Ok, còn gì nữa, còn gì nữa, thêm như là price là name này, name food, food tên gì, default nha, default mình cho là n, tên là chưa đặt tên đó, dạng như vậy. Có phải là nhìn nó chuyên nghiệp hơn không? Các bạn xử lý ở phía server như vậy. Tiếp nha, tiếp nha, tiếp nha, còn gì vui không? Category food, default tiếp, default tiếp n chưa đặt tên luôn. Được chưa? Là cao là còn nhiều cái thú vị hơn nè. Display name. Mình cho tên cho nó thú vị hơn đi. Cho tên là cây tim. Cây tơ đi. Thành viên của cây tim là cây tơ, những người mà mong muốn chia sẻ kiến thức miễn phí với mọi người. Đó. Rồi username. Default mình cho mặc định là cái gì? Coi chừng trùng nhau nha. Không cho phép trùng nhau đúng không? Để là mình không cho phép trùng nhau. Vậy thì có lẽ nào nên để là cái username có một cái ID không? Cũng được đó ha, nghe hay đấy. Mà thôi tôi lười quá, trùng cũng được. Không được nha, trùng là tới lúc xác định là xác định sao, đúng không? Thành ra là nên á, nên nó là username này cũng chính là private key luôn, nên nó là private key luôn và đừng có tăng lên cái này, được không? Bây giờ chính là trường hợp đặc biệt, thấy không? Private key, và private key thì không có chơi default. Ok, chữ password có thể default được. Ok, password default mình cho mặc định là bao nhiêu, cho bằng không
Okay. Type. Type thì có phải hai kiểu không? Nếu là một thì là admin và không thì là staff. Vậy thì default của nó sẽ là không chứ sao một được. À, ok. Rồi, còn gì chơi không nè, còn gì chơi không nè. Và thường á thì cái khóa chính á người ta sẽ đưa lên trên. Thường khóa chính người ta sẽ đưa lên trên. Ok. Rồi. Tiếp. Cái thằng này tên cũng là default là chưa đặt tên. Đó. Status chống và có người đúng không? Vậy default là gì? Đó. À, chống. Ok, table quá. Đó, bắt đầu bạn như bạn biểu bạn thấy ổn hơn rồi, đúng không? Màu sắc nhìn đẹp hơn rồi đó. Tiếp nè, tới khóa ngoại. Khóa ngoại sao? Mục đích của khóa ngoại là để đảm bảo là ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. Nên lỡ là không thể nào mà một cái hóa đơn nó chở một cái table không tồn tại. Đúng không? Cho nên thành ra là phát nó có khóa ngoại đó để bắt buộc cái chuyện đó là nếu như bạn muốn xóa cái table đó bạn phải xóa tất cả hóa đơn kia đi chứ nếu không là nó không hiểu, để đảm bảo luôn cái chuyện khi bạn truy vấn nó không chết. Ok đó. Rồi giờ sao foot nè, cái foot này có cái id category đúng không? Vậy chúng ta đặt khóa ngoại nó là sao? Foreign key. À, foreign key là cái gì? Id category. À, reference tốt bạn nào, foot category. À, đúng không? Rồi đi cho ID đó. ID trở tới ID. Đúng chưa? Và lưu ý cho các bạn, nếu như các bạn nào mà làm cơ sở dữ liệu mà cái khóa chính của bạn là hai trường á, giả sử hai thằng này là khóa chính thì bên đây cũng phải là phải một cái gì đó, rồi qua đây phải một cái tương tự như vậy. Nó phải tương đồng với nhau. Lại là thêm một lưu ý nữa nhé. Ok. Đó là foot rồi ha. Build thì build for hay sao? À, nó trở tới hai thằng nè. Table đó. Tiếp nha. Foreign key đó là ID table. Reference tới cái bảng nào? Table foot đúng không? Trường nào ID. Đó. Tiếp thằng này. Foreign key này sẽ là ID build. Nó sẽ reference tới bảng nào? Bảng y build. Yeah. Và nó trở tới ID. Foreign key. À, foreign key là gì? ID foot. Reference tới cái foot thì ra đi. Ok ha, ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một phép màu cho các bạn coi nè. Ở đây cơ sở dữ liệu hồi nãy giờ mình chạy thử nha, nó có một cái là quản lý cà phê, đúng không? Quản lý quán cà phê. Đây. Dịch kia đây. Mình không cần nữa. Đóng luôn cả cái nối lại. Nhấn cái này để đảm bảo xóa được nha. Rồi ok nè. Coi mình bấm F5 cái nè. Thôi nhấn đây cho các bạn thấy skill nha. Pew. Tạm thời nè. Cái này là do cơ sở dữ liệu nó chưa có được refresh á. Không sao hết. Thấy cái lỗi này cứ bấm skill lại. Phép màu xuất hiện. Pew. Ghê chưa? Tức là các bạn viết hoàn toàn quá trời luôn. Sau đó các bạn nhấn một lần một không hề có một lỗi nào cả. Và khi các bạn refresh database lại, các bạn sẽ thấy cơ sở dữ liệu của mình nằm ngay đây. Đó. Và có những cái table của bạn mong muốn. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã có cơ sở dữ liệu chúng ta muốn. Hãy xem thử đi ha. Mình thêm một cái new database diagram để xem thử diagram của chúng ta như thế nào. Ok. Hết chưa? Bay. Đóng lại cho nó muốn lửa. Chú. Rồi các bạn thấy nè. Có một cái account nằm bên ngoài thôi, kiểu bình thường. À, các bạn thấy nè. Build nè, nó liên quan tới build info. Build info này nó tham chiếu tới build. Table foot này nè, cái build này nó tham chiếu tới table foot. Ở hai nằm một mình. Rồi, thằng build info để cần tới foot, mà foot lại là tham chiếu tới ID category. Nó liên kết với nhau. Ok, đó chính là quan hệ. Rồi. Tới đây chúng ta đã tạo được cái cơ sở dữ liệu chúng ta muốn. À, mình không lưu. Không lưu ha, mình chỉ lưu file thôi. À. Ok, apply to all document. Yes. Rồi, vậy là mình đã lưu thành công. Thì hình như là mình lưu cái thằng này mình không có lưu dạng duy code thôi, để mình đóng mình mở lại được. Đó. Thì qua đây là mình đã hướng dẫn các bạn tạo được cơ sở dữ liệu cho cái phần mềm của bạn. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế giao diện cho phần mềm chúng ta. Và các bạn thấy qua cái phần hướng dẫn các bạn tạo cơ sở dữ liệu này, các bạn sẽ nắm được một số kỹ thuật như thế này. À, private key như thế nào, foreign key như thế nào, tạo cơ sở dữ liệu như thế nào, có những cái mẹo đặt ID như thế nào cho nó tiện cho các bạn, đặt tên ra sao, cài công cụ gì để code cho nhanh, default như thế nào, đặt
info như thế nào, phân tích cơ sở dữ liệu như thế nào cho nó phù hợp với cái yêu cầu, à được chưa, và cách để các bạn comment như thế nào. Và khi các bạn nhìn code, các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng, đúng không? Cái gì cần nói lại thì nói lại chứ nó không lại quên đó. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé, hướng dẫn thiết kế giao diện. Cảm ơn các bạn và đừng quên nè, luyện tập thử thách không ngại khó. Rồi nếu có vấn đề gì hãy để lại bình luận ngay dưới bài viết, nhớ là website là howkteam.com nha. Rồi hoặc là các bạn có thể comment vào ngay trong group Facebook của cây team hoặc là fanpage howkteam. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bây giờ chúng ta cùng trải ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng, ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.